Là trước tiên là bà cho con biết tên của bà ha. Tên của bà là Đỗ Thị Chín. Dạ. Rồi bà Chín hiện tại là ở tỉnh thành nào? Bà Chín hiện tại là ở thôn Hai Tâm Quan, xã Kỳ Hà Núi đó, núi Thành. núi Thành. À, Quảng Nam. Dạ, núi Thành Quảng Nam. Dạ. Rồi, vậy hôm nay là bà kết nối là để kiếm ai ha? À, kiếm chồng cho con, kiếm chồng của bà, nhưng mà bà cũng cần thiết tại vì Cho bà già nó rồi đó, dạ bà tìm bà già cha cho con đó. dạ dạ vậy là hôm nay là bà kiếm người xưa, tức là kiếm cha cho con. Vâng, Dạ. Và người xưa của bà là tên gì? đây là Huỳnh Thiên Khanh. Huỳnh Thiên Khanh. Và sinh năm mấy? Sanh sanh đẻ đó Tuấn Vĩ ạ. À, Huỳnh Thiên Sanh. Bà không biết mình phải ngồi bên để nhắc cho bà đây. Dạ. Và ông Sanh là sinh năm mấy? Ông cũng ngựa là Sinh năm mấy năm tấm 41. bo thế. Sinh năm 81 à 41. Con nghe bà nói là ông sinh năm 41. Tưởng ngựa năm mấy À. tấm. À, sinh năm 41, năm nay là 83 tuổi rồi. Chín mấy Dạ. mốt Dạ. Và quê quán của ông là ở đâu? quê ông á là Bo Ngòi, Nha Trang, Bo Ngòi À, Bo nghe. Ngòi. Rồi, vậy hồi đó là trong quá trình quen biết và thất lạc nhau ra làm sao? Bà kể cho con nghe. Hồi còn trẻ là hai đứa yêu nhau tại cái Quảng thôn Nam, này, Quảng chỗ Nam. này, Quảng Nam đây. Khi ông đổi về Sài Gòn, ổng là thủy thủ À. Ngụy. Cái ổng đổi về Sài Gòn cái được 4 đứa con đang sống ở thị nghè gia đình đó. Hai vợ chồng đang sống ở thị nghè gia đình. Cái rồi xong rồi cái giải phóng xong á là ổng xách gói ra đi mà không biết đi về đâu, Dạ. tận bây tới bây giờ không tin tức. Dạ, rồi cho con hỏi là ông có 4 đứa con, có nghĩa là 4 đứa con ở Sài Gòn là con của bà khác đúng không ạ? Con của Dạ không. mẹ, một mẹ đó. Ông và À, bà con. 4 người con mất đi 1 đứa, còn 3 đứa. À, dạ, vậy là giữa ông với bà Chín đây là có 4 đứa con với nhau. Vâng, Dạ. Mất một Dạ. đứa, hiện giờ là còn 3 đứa. Hiện bây giờ là còn Dạ. 3 đứa. À, dạ. Vậy cho con hỏi là về cái thông tin của ông đó là có biết là cha mẹ của ông tên gì hay là anh chị em trong gia đình tên gì không? Dạ không, tại vì hồi đó hai đứa yêu nhau là vô tại thị nghè sống, Dạ. mua nhà mua cửa ở Ở thị trong nghè. rồi miết tới giải phóng là được 6 năm. Trước khi ông đi là À, ông có nói cái là ông giải phóng xong ông xách gói ra đi mà không biết ông đi gì đâu. à dạ vậy rồi trong cái sự mà ông đi đó thì là vợ chồng lúc đó có hòa thuận hay không, hay là ông có nói trước là ông sẽ đi đâu hoặc này kia, ông có đả động gì tới đi đâu không? Không, chứ ông À, không nói chi, ông ông đi không là ông biết không đi nói đâu ấy. bà, ông không nói bà là ông đi đâu ạ. Ông không nói là đi đâu ấy. Dạ. Vậy theo cái nghi ngờ của bà thì bà có nghi ngờ là ông đi đâu không? Bà nghi ngờ là ông theo gái thôi, chứ hồi À. mới giải phóng là vẫn còn người vợ chồng đấy, À, vẫn còn vợ chồng. À, cái thời gian 1 tháng sau cũng cách gói ra đây. là bà có nghi ngờ là ông sẽ có vợ bé. Vâng, Dạ. là hồi đó là bà mong bầu cái đứa cuối cùng này là được 6 tháng. Dạ. Cái giải phóng cái bà bữa ông bỏ ông đi rồi thì bà vắng nhà, Bà bán bà nhà bán con. ôm con về quê À, bà bán còn nhớ nhà. luôn những đứa Miết con. tay và bà À. ôm con về quê luôn miết. Bà Dạ. chờ ông trở lại, thì bà mới ôm con về quê. Dạ. À, có nghi ngờ là ông có vợ khác.
Và vậy là trong quá trình mà sống với nhau cả 4 5 năm đó thì mình không hỏi được thông tin gì về ở ngoài quê nội, tức là không hỏi được thông tin gì về ba mẹ hay là anh chị em trong gia đình của ông à? Không, ông có nói là ông ở anh phân Nha Trang, Phan Rang, Bông Ngòi gì đó, quê ông Dạ. á, là hay ông nói vậy đó. Dạ. Thôi mấy hai vợ chồng là sống ở trong đó là lo cho đầy con, rồi lo buôn bán, rồi không có nghĩ gì quê chồng quê gì hết. Dạ. Rồi dạy những người con của ông là tên gì bà đọc cho con biết được không? Một đứa lớn là Quỳnh Thị Thiên Trang, Dạ. một đứa đứa nhỏ là Sinh năm Quỳnh Thiên rồi? Thanh. Sinh năm 69, 70. Sinh năm 70. Đứa 70, đứa 72. Quỳnh Thiên Thanh này là sinh năm 72, Quỳnh 1972. Thị Thiên Phượng này là đi về quê đẻ là sinh năm 1975. 75. Dạ. Anh Quỳnh Rồi. Thiên Thanh này còn gọi là Tiên Tý, để cho ông biết, lỡ ông nghe được mà ông biết nè. Anh Quỳnh Thiên Thanh này ở nhà thì gọi là Tên Tý. Dạ. Còn Quỳnh Thị Thiên Phượng là khi bà mang bầu, bà về Dạ. đây bà sinh này. Rồi, rồi. Rồi thưa bà với thưa chị, trong câu chuyện này thì đối với cái độ tuổi của ông năm nay cũng 83, nếu mà đủ duyên mà may mắn thì còn còn gặp được lại ông. Còn nếu không nữa đó thì cũng mong á là bên nội nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra tên của ông là Huỳnh Thiên Sanh. Và ông trước đây là làm thủy thủ, thì qua cái đặc điểm đó thì có thể gia đình bà con dòng họ sẽ nhận ra được. Dạ. Thủy thủ, ông là Quỳnh Thiên Sanh là lính của hải quân, thủy thủ nhưng mà lính hải quân quân ngụy á, Dạ. phải không bà? Dạ. Dạ. Bà để mà lỡ bên nội mà có nghe được tên này á thì bà tìm phía bên nội cho mấy đứa con của bà. Dạ. Bà nói là nếu ông còn sống thì ông lên tiếng, còn nếu như bây giờ mà ông không còn sống thì phía bên nội mà có nghe được tên này thì lên tiếng, để cho các con của bà tìm về bên nội, để khi mà cuối đời á, bà có ra đi bà cũng mở nguyện, bởi vì bà rất là đau đáu Dạ. là vì ông Quỳnh Thiên Sanh này ra đi mà không một lời từ biệt với bà, cho nên Dạ. là bao nhiêu năm nay là bà rất đau đáu đi tìm, nhưng mà bà không biết tìm ở đâu. Khi bà nghe được cái kênh của Tuấn Vĩ này thì chị cũng là người nói thôi để con cách nói cho bà, tại vì ngày mua ngồi ngồi mà xem kênh Tuấn Vĩ mà đến nỗi mà mở điện thoại nhỏ quá, mua cái tivi to để mở cho xem mà bài Dạ. hát của bài hát của Tuấn Vĩ hát mà để cách nói yêu thương mà thuộc luôn mà. Mới nói cô này giúp đỡ cho Cho mấy đứa bà con, cho bà đèn đó tìm mà tìm được nội, phía bên không? nội đó, rồi bà có đi, rồi bà kiếm được thì bà học năm mươi triệu, Nếu mà giúp cho bà được cái bà không có thì nhiều. bà không có nhiều đâu, tuổi Dạ. đó hầu tọa chục triệu mà Dạ. rón cũng, chứ bây giờ tuổi bà lớn rồi cũng làm gì được, có Dạ. tiền nhiều. Dạ. Và nhờ trước mắt là nhờ Tuấn Vĩ sao Nhờ được nhiều Tấn cộng đồng Vĩ mạng lan tỏa cho nó bà. dạ Thì nhưng bà không. mà cho con hỏi nè, là nếu ví dụ như bây giờ đó, sau khi con đăng tin này lên mà ông xuất hiện đó thì bà có giận ông không? Không, cho con mình À, cho con biết mình. nghe Dạ. là mất, chứ Dạ. con mình không còn gì nữa, À, tỷ ý mà. không có giận nữa ha. Thương không hết giận chi Gần đất ha. chết lại Dạ. nhau Có thương với không? nhau, ba đứa con lận mà, chứ đâu phải là chỉ quen sơ sơ đâu. À. Con rồi bà có nhà, hai vợ chồng bà có nhà ở Thị Nghè, rồi khi mà bà chờ ông không được thì bà lại bán nhà bà về quê Dạ. để bà sinh người chị em để mà sinh sống, chứ bà nói là bà ở trong đó một mình đó thì là không có ai mà chăm ba đứa con cho bà bụng mang dạ chữa nữa, cho Dạ. nên là Nhưng mà không được như bà không phải được về là quê. cái gì? Dạ. Chưa bọn không quay lại rồi phải đi về thôi. Dạ. Rồi con đã nắm được cái nội dung câu chuyện rồi, rồi con sẽ cập nhật lên, rồi có ai báo tin thì con sẽ báo cho chị đây biết ha. Chị tên gì chị? Dạ, em tên là Mai Thị Huyền Trang, sinh năm À. 1970.
Dạ, rồi có gì em sẽ báo cho chị Trang biết. Rồi có gì Vĩ Vĩ cứ nhắn tin vào số máy này là mình sẽ gọi bà, tại vì bà nhà bà gần bên nhà mình mà Dạ. bà thì là dùng điện thoại thông minh Dạ. đó, cho mình là người lên để mà cập nhật giùm cho bà đi, chứ bà không biết. Đấy, có Dạ. gì Vĩ để cho bà, tại vì bà Dạ. cũng cuối đời rồi Dạ. mà bà cứ đau đáu cái câu chuyện mà tìm ba đây đây, cho nên là mình mới thấy thôi để mình kết nối với Vĩ giùm Dạ. có nữa được không đó Mỹ, kết nối có được không đó Mỹ, có Dạ. ok tao sợ ha, không không kêu tao rồi răng Mỹ chú biết Dạ. thì bà là đi viện mắt, bà mới vừa về đây cái là mới Dạ. gọi bà đi viện. Dạ. Rồi con xin thưa với bà là cái việc mà có kiếm được ông hay không thì cái việc đó là chúng ta chưa có biết trước được. À, nếu đủ duyên thì như con nói ban nãy đó, ông còn mạnh khỏe thì có thể còn có cơ hội để cho con của bà được biết mặt cha, được gặp lại cha. Còn nếu ví dụ như mà rủi mà ông lớn tuổi mà không còn thì là mong bên nội nhận diện ra tên của ông và cái công việc của ông đó, thì là cũng hy vọng rằng là cái việc kết nối này cũng sẽ thành công để bà đạt được cái nguyện vọng của mình. Dạ. Rồi, vậy một lần nữa con xin chúc sức khỏe bà và chị Trang nha. Rồi có gì rồi em báo chị Trang. Dạ, xin cảm ơn Tuấn Vĩ nha. Đây, Chúc dạ. Vĩ Tuấn và Vĩ. chồng vạn Dạ. sự cho Cố bà. gắng lan tỏa Dành cho tìm cho bà. bà đấy. Dạ, rồi, ok bà, con chào bà và chào chị. Con buổi chiều. Dạ, 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 dạ. dạ, dạ. Chị Thủy hiện tại là ở tỉnh thành nào? Em ở là giáo xứ Bảo Thị, Sơn Định, Xuân Lộc và Đồng Nai. À, Đồng Nai. Hôm nay là chị Thủy kết nối là để kiếm ai hát? Em tính kiếm người thân cho chồng em á À, cụ thể là chồng thất lạc gia đình hả? anh. Dạ. Dạ, rồi vậy. Em thì dạ. Anh nói trước. Dạ, vậy câu chuyện nó diễn ra như thế nào? Em thì lúc mà em về em làm dâu của bố mẹ chồng nuôi nhà chồng em á, thì em cũng biết là chồng em là con nuôi, nhưng mà em cũng không, bố mẹ em cũng không hỏi, không nói, không nói chuyện, nhưng mà không kể. Nhưng mà em nghe được á, em nghe được lúc mà em sanh cái cháu lớn nhà em á, thì em đặt cháu là tên là Minh. Thế xong rồi bố chồng nuôi chồng em mới nói là Minh là tên ông nội của cháu đấy. Thế là em mới biết được là cái lúc cái hồi đấy là ông Hiệu, ông mà nhận bố em nhận chồng em về đấy, là ông tên là Phạm Văn Hiệu, hình như là đi lính cùng với lại bố ruột của chồng em á. Thì em nghe mong manh là bố của chồng em là đại úy của lính Việt Nam Cộng Hòa, rồi mẹ của chồng em á là cô giáo. Nhưng mà em không biết là vì lý do gì mà lại lại cho ông Phạm Văn Hiu đem về nuôi. Cái lúc đấy thì chồng em mà trên giấy khai sinh là sinh năm 74, nhưng mà em nghe nói là tuổi thật đó là khoảng 70 71 gì đó. Dạ. Dạ, 70 Và 71 gì đó. có tên của cha mẹ ruột không? Cha mẹ ruột thì em chỉ nghe nghe bố bố chồng mà nuôi nuôi chồng em á là nói là em không biết, nhưng em chỉ nghe đấy. Thế lúc mà em đặt con em tên là Minh á, thì bố chồng em kêu là ông nội tên là Minh. Ông nội tên là Minh, thì em chỉ biết là ông tên là Minh thôi, chứ em không biết là mẹ tên là gì. Nhưng mà em nghe nói là mẹ là cô giáo, còn bố là đại úy. Dạ. Vậy là có nghi ngờ ba chồng của chị là tên Minh, còn mẹ chồng là giáo viên. Đúng rồi. Dạ, và ông Minh đó là đại úy lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ đúng rồi. Dạ, và gọi là bạn lính với ông Phạm Văn Hiêu là cha nuôi. Dạ đúng rồi. Ông Phạm Văn Hiêu đem chồng em về lúc đấy là khoảng như là 2 tuổi, em nghe nói chừng chừng 2 tuổi, 2 3 tuổi. Nhưng mà ông nuôi một thời gian rồi ông lại cho ông Phạm Văn Sử nuôi, là ông Sử làm là
Ông Hiếu gọi bằng chú, nhưng mà ông Sử lại ít con, cho nên là nuôi chồng em từ đấy đến bây giờ luôn. Nhưng mà bố mẹ chồng nuôi em cũng chết lâu rồi. Và trong cái quá trình nghe ngóng thì chị có phỏng đoán hồi trước đây là đôi bên đi lính với nhau ở đâu và sinh con ở đâu Như này là kia? ở căn cứ anh, em nghe mang máng, em không có dám hỏi đâu, nhưng mà em nghe chắp nối từng câu chuyện lại thì là ở dưới căn cứ á. Căn cứ là thuộc Đồng Nai Xuân Lộc á ha. Dạ đúng rồi, căn cứ là thuộc về căn cứ 4 hay sao á, tầm tầm mấy khu vực ở dưới đó. Còn ngoài ra nữa thì mình có nghe ngóng được thêm thông tin gì thêm không? Dạ không, em chỉ nghe thấy, em chỉ nghe được mỗi như thế thôi. Vâng, tự vì em cũng không dám hỏi, nói chung là em không dám hỏi, nhưng mà lâu lâu cái là bố bố chồng em á là cứ cứ nói ra một vài câu chuyện ấy, thì là em nghe rồi em để bụng như thế thôi. Nhưng dạo đấy thì cũng không có internet mà cũng không có tìm người thân. Thế xong rồi em nghe, em coi chương trình của anh Tuấn Vĩ nhiều nha. Là em thấy nói chung là em thấy cũng mơ hồ quá, em cũng không không dám. Nhưng trước khi mà em kết nối với anh Tuấn Vĩ là em cũng cầu xin bố mẹ chồng em á, bố mẹ nuôi chồng em á, là nếu mà có duyên á, để cho ví dụ như là ông bà mà mất rồi ấy, mà có linh thiêng thì cho vẫn kết nối được với Tuấn Vĩ. Và chồng chị tên gì? Chồng em á là tên Phạm Quốc Chí. Phạm Quốc Chí hả? Phạm Quốc, À, Phạm Quốc Chí. là tên mà em thấy cái tên đấy là trong giấy khai sinh á, là không biết là tên đấy là bên này đặt hay bên kia đặt thì em cũng không không biết. Cũng không biết ai đặt ha. Thôi thì mình cứ cung cấp thông tin có làm sao thì mình cứ cung cấp như vậy. Rồi nếu đủ duyên á, thì là bên gia đình cha mẹ nuôi có nghe được câu chuyện này. Thứ nhất là dựa trên cái tên của người nuôi trước, dựa trên trên người nuôi là ông Phạm Văn Hiêu, Đúng rồi. Ông Phạm và Văn Hiêu là người 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 đem về đấy, là người đem về, xong là cho ông Phạm Văn Sử là bố nuôi em chồng em sau này. và dựa trên cái thông tin thứ hai mà nó cũng hơi mập mờ, đó là có thể là bố đẻ là tên Minh và mẹ thì làm giáo viên. Dựa dựa trên hai cái thông tin đó nữa. Em nghe về sau này em nghe thấy bố bố mẹ chồng em á là nói là tự vì em đặt là tên của đứa con đầu lòng em á là tên là Minh. Thế là ông mới cười, ông kêu là ông nội tên Minh đấy. Thì ông nội nó tên Minh đấy thì ông nói vậy. Còn 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 em nghe là mẹ làm giáo viên, còn bố thì là đại úy đấy. Tự vì chị mẹ mẹ chồng em cứ lâu lâu cứ bảo là bố em là con quan, à chồng em là con quan đấy. Thế xong rồi mới vàng, thế xong rồi em chắp nối lại rồi em kết nối với Tuấn Vĩ. Rồi ok chị, rồi Tuấn Vĩ sẽ truyền tải câu chuyện của chị, rồi có ai lên tiếng thì Tuấn Vĩ sẽ cho chị biết. Rồi vậy chúc sức khỏe chị nha, rồi mong cộng đồng có ai biết thì cũng xin báo tin giùm, rồi ví dụ như là có gia đình nhà ai đó mà đáng nghi ngờ thì mong cộng đồng đưa cái tin này đến cho gia đình, hỏi thông tin này có phải gia đình của cô của chú hay không, thấy ông Minh nào đó mà có vợ làm giáo viên thì cứ hỏi. Em nghĩ là hồi đấy là hai người không 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 có phải là không có lấy nhau đâu, nhưng mà chắc chỉ quen biết như vậy rồi 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 em nghĩ như thế thôi, vì em nghe Long Văn lúc đấy như là bố chồng em cũng mình như cũng có gia đình rồi. Vậy đó ha. Cho nên là nếu mà ai mà có thông tin gì về về bố mẹ chồng của em, hoặc là anh em hay là ruột thịt gì đó, thì cho em biết rồi em sẽ hậu tạ 20 triệu ạ. Rồi vậy nha chị, sẽ có ai báo tin thì Tuấn Vĩ cho chị hay nha. Dạ vâng ạ, Rồi dạ em rồi cảm rồi ơn chồng Tuấn Vĩ rồi nhé. bye bye. Dạ.